Rồi, xin chào các bạn nha. Thì sáng nay mình chia sẻ và giao lưu cho các bạn một cái cây mai bonsai hàng cúc ghép. Đây, vừa ghép nó này. Hiện tại cây mình đi dán phông lùng âm tàng. Cây hiện tại nó có chiều cao là tầm 45, tán phủ của cây cũng 45, hình thân tầm 14-15 này. Cái này nuôi củ đế, dàn củ đế nó coi đấy, rất to nha, đó. Úp hết nó tròn bàn tay không hết luôn, dàn đỡ rỡ nó này. Cây gốc đế hình thú ghép dốc cúc bông to. Rồi thì cái này mình giao lưu cho mọi người giá 2 triệu mình bao cước ship tận nơi, nhưng cái cây cái chậu chung hàng thì cũng gọn nhẹ cho nên giá đưa ra nó sẽ có giá bao cước cho nó hợp lý. Rồi, anh em nào có thích thì liên hệ đến số điện thoại 0849 020790 nha. 2 triệu bao ship một cây mai bonsai ghép cúc thành phẩm rồi.